Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trang và Hoàng Quân. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết sẽ được mở đầu với Hoàng Quân. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Việt Nam di tản trên 66.000 người dân tại 6 tỉnh miền Trung để tránh bão số 7. Gần 22.000 gia đình với trên 66.000 người tại 6 tỉnh miền Trung đã được di tản trong đêm ngày 12 tháng 10 do bão số 7 được dự đoán đổ bộ vào miền Trung và đang di chuyển nhanh với tốc độ 20 km/h. Thưa quý vị, Việt Nam di tản trên 66.000 người dân tại 6 tỉnh miền Trung để tránh bão số 7. Gần 22.000 gia đình với trên 66.000 người tại 6 tỉnh miền Trung đã được di tản trong đêm ngày 12 tháng 10 do cơn bão số 7 được dự đoán đổ bộ vào miền Trung và đang di chuyển nhanh với tốc độ 20 km/h. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin vào sáng ngày 13 tháng 10. Theo đó, thì Quảng Bình đã di tản được 2.694 người, Quảng Trị 23.029 người, Thừa Thiên Huế 35.435 người, Đà Nẵng 3.036 người, Quảng Nam 1.677 người, Quảng Ngãi 698 người. Ngoài ra, thì lực lượng biên phòng cũng cho biết thêm đã thông báo và hướng dẫn 52.000 tàu bè đánh bắt trên biển vào chỗ neo đậu an toàn. Riêng tại quần đảo Hoàng Sa có 86 tàu với 678 ngư dân. Đồng thời, người dân từ Quảng Ninh tới Phú Yên đã nhận được lệnh cảnh báo cho nên đã tổ chức bảo vệ các diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả và di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản vào vùng an toàn để tránh bão. Có hơn 40 người đã thiệt mạng và mất tích do mưa lũ và lở đất ở tại miền Trung. Mưa lũ và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung Việt Nam những ngày qua đã khiến ít nhất là 41 người thiệt mạng và mất tích. Theo con số thống kê do Văn phòng Thường trực Trung ương về phòng chống thiên tai công bố ngày 13 tháng 10. Cụ thể, mưa lũ đã khiến 29 người chết và 12 người bị mất tích. Hơn 130.000 căn nhà và 4.000 hecta hoa màu bị ngập, đường xá và cầu bị hư hại. Tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Trị với ít nhất 8 người thiệt mạng. Quảng Nam và Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh ghi nhận 6 trường hợp thiệt mạng. Quảng Bình và Kon Tum mỗi tỉnh có 2 người chết. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng mỗi tỉnh đều ghi nhận ít nhất 1 người thiệt mạng. Các tỉnh miền Trung Việt Nam đã phải đối mặt với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 6 từ trước. Bão số 6 với tên gọi quốc tế là Linfa đã đổ vào Quảng Nam và Quảng Ngãi vào cuối tuần qua. Vietnam Airlines lỗ gần 11.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hôm 13 tháng 10 cho biết trong vòng 9 tháng đầu năm 2020, hãng đã lỗ 10.750 tỷ đồng, chiếm 70% kế hoạch lỗ cả năm. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin trích lời của ông Trần Thanh Hiền, kế toán trưởng Vietnam Airlines. Ông Hiền cho biết tới tháng 9 năm nay, hãng này vận chuyển 10,2 triệu lượt khách, chiếm 58,8% cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của Vietnam Airlines trong 9 tháng đầu năm được nói đạt 24.000 tỷ đồng, chiếm 41.7% cùng kỳ của năm ngoái. Theo lời của kế toán trưởng Vietnam Airlines, doanh thu Tam Cá Nguyệt thứ 3 năm 2020, công ty này giảm mạnh chỉ bằng 32% năm ngoái vì ảnh hưởng của làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 hồi tháng 7. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Vietnam Airlines đã dừng 22 đường bay mới giai đoạn cao điểm của mùa hè. Tính tới nay, thì hãng này cho biết đã cho hoạt động lại được 11 đường bay và đánh giá 3 tháng tới sẽ là giai đoạn doanh thu thấp. Bản tin nối tiếp cho biết nhiều khách sạn ở Sài Gòn trở thành phòng trọ giá rẻ. Theo báo trong nước, để có tiền trang trải chi phí điện, nước và mở cửa hoạt động, thì không ít khách sạn bình dân hạng 1, 2 sao ở khắp các quận, huyện tại Sài Gòn đã linh động chuyển sang cho khách hàng thuê ở theo tháng, như là việc cho thuê phòng trọ. Không chỉ có khách sạn bình dân chuyển sang cho thuê theo tháng, mà ngay cả khách sạn tầm trung chuyên cho khách Tây thuê với giá phòng lên đến cả triệu đồng một ngày giờ cũng chấp nhận chuyển hướng sang kinh doanh cho thuê theo tháng. Chẳng hạn như khách sạn Sun Hotel ngay trên đường Nguyễn Thái Học, quận Nhất, chỉ cách khu phố đi bộ Bùi Viện vài bước chân. Người quản lý khách sạn Sun Hotel giải thích, trước đây khách sạn chỉ cho thuê ngày với mức giá từ 1.2 triệu cho một đêm. Tuy nhiên, giờ đây khách sạn kinh doanh trong tình trạng vắng khách, công suất phòng chỉ đạt là 5%. Vì vậy, khách sạn quyết định chuyển sang cho thuê theo tháng với mức giá 6 triệu đồng một tháng, tính ra chỉ có 200.000 đồng cho một ngày. Việt Nam kháng kiện thành công 65% vụ điều tra áp thuế. Việt Nam đã kháng kiện thành công 65 trên 151 vụ điều tra áp thuế. Phòng vệ thương mại chiếm tỷ lệ khoảng 43%.
Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam dẫn thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết các vụ điều tra áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại không có dấu hiệu giảm. Tổng cộng Việt Nam đã bị khởi xướng điều tra 164 vụ liên quan phòng vệ thương mại, tập trung ở các mặt hàng xuất cảng như thép, gỗ, vật liệu xây dựng, hóa chất và thủy sản. Nhiều nhất là Hoa Kỳ với 39 vụ điều tra phòng vệ thương mại, Ấn Độ 23 vụ, Thổ Nhĩ Kỳ 23 vụ, Canada 16 vụ, Úc Châu 16 vụ, EU 14 vụ và Philippines 12 vụ. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2020 đã có 32 vụ điều tra phòng vệ thương mại, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ của năm 2019. Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam cho biết do chủ động phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp kháng kiện nên một số mặt hàng quan trọng như thủy sản, sắt thép dù bị áp thuế nhưng kim ngạch xuất cảng vẫn được ổn định. Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam tăng cao nhất trong lịch sử. Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8 vừa qua. Theo dữ liệu mới công bố chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố một cuộc điều tra có thể dẫn tới việc áp thuế lên hàng nhập cảng từ quốc gia Đông Nam Á này. Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam tăng 11% giữa tháng 7 và tháng 8 vừa qua, với mức thâm hụt lên đến gần 7.6 tỷ Mỹ Kim và là mức tăng 38.9% so với cùng kỳ một năm trước đó. Đây cũng là mức thâm hụt cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam kể từ năm 1992, 3 năm trước khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thống kê của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho thấy rằng trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu có mức thâm hụt đầu tiên vào tháng Giêng năm 1995 với giá trị xuất cảng hàng hóa của Hoa Kỳ sang Việt Nam thấp hơn giá trị nhập cảng hàng Việt Nam vào Hoa Kỳ ở mức 1 triệu Mỹ Kim trong một tháng. Nhật và Việt Nam hợp tác giải quyết vụ Bắc Hàn bắt cóc người Nhật. Hôm ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc điện đàm khẳng định hợp tác song phương trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Báo Nhật Mainichi cho biết hai nhà lãnh đạo điện đàm trước chuyến thăm dự kiến của ông Suga tới Việt Nam và Indonesia vào tuần tới. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng. Tờ báo này cho biết Thủ tướng Suga và ông Phúc đã đồng ý cùng nhau làm việc trong một loạt hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN mà Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng tới. Hai bên cũng khẳng định hợp tác trong việc giải quyết vụ Bắc Hàn bắt cóc công dân Nhật hơn 40 năm về trước. Trước đó, thì Nhật cho biết đã có thể xác nhận chắc chắn rằng 17 công dân của Nhật, trong đó có cả nữ sinh 13 tuổi, bị Bắc Hàn bắt cóc trong giai đoạn năm 1977 tới năm 1983 và thêm rằng hàng trăm người Nhật mất tích khác vào giai đoạn trên cũng có thể đã bị Bắc Hàn bắt cóc. Đối tác phát triển bàn cách hỗ trợ Việt Nam phục hồi hậu Covid-19. Cộng đồng các đối tác phát triển mới đây nhất đã cùng với Việt Nam thảo luận cách thức để hỗ trợ phục hồi bền vững và duy trì tăng trưởng trong dài hạn. Theo tổ chức tài chính này, thì Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2020 diễn ra trong bối cảnh đầy thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải có những điều chỉnh trong việc xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn và chiến lược dài hạn. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng Covid-19 làm trầm trọng hóa thêm các xu hướng tăng trưởng chậm của thương mại. GDP và năng suất kể từ cuộc khủng hoảng toàn cầu 2007-2009 và làm xáo trộn mạng lưới sản xuất toàn cầu trên quy mô chưa từng có. Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, ông Andrew Jeffries, được dẫn lời nói trong báo cáo có tên gọi Cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2020, rằng tiêu dùng nội địa giảm sút và nhu cầu toàn cầu suy yếu do Covid-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn là dự kiến. 13 người trong đoàn cứu trợ nhà máy thủy điện ở Huế bị mất tích. Ngoài 3 công nhân đang thi công nhà máy thủy điện tử vong, hiện 13 người trong nhóm đi cứu trợ đập thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đang mất liên lạc. Vào chiều ngày 13 tháng 10, ông Trịnh Đình Dũng, trưởng ban phòng chống thiên tai Trung ương đã vào tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu trợ, cứu nạn sạt lở đất làm nhiều người bị vùi lấp ở thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Trước đó vào chiều hôm ngày 12 tháng 10, nhận tin về vụ sạt lở đất ở công trình thủy điện Rào Trăng 3, đoàn cứu trợ lên đường cứu nạn. Khoảng 9 giờ tối cùng ngày, đoàn tới tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sông Bồ và dừng nghỉ để sáng sớm tiếp tục lên đường. Thế rằng sáng ngày 13 tháng 10, bất ngờ một tiếng nổ lớn xảy ra. Sau đó thì toàn bộ đất đá, núi sụp đổ bao trùm lên hai gian nhà có người của đoàn cứu nạn đang nghỉ. Thế trưa ngày 13 tháng 10, nhân viên kiểm lâm lên kiểm tra thì không nhìn thấy một dấu vết gì của đoàn cứu trợ.
có thêm 14 khách sạn ở Sài Gòn đã được làm nơi cách ly. Nhà chức trách tại Sài Gòn cho phép 14 khách sạn công suất 1.000 phòng tổ chức cách ly có thu phí nhằm đáp ứng nhu cầu khi mà Việt Nam mở các đường bay quốc tế. Quyết định này vừa được Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Sài Gòn Lê Thanh Liêm ký theo đề xuất của Sở Y tế sau khi mà cùng Sở Du lịch và các địa phương khảo sát, đánh giá danh sách khách sạn xin phép làm nơi cách ly có thu phí. Khách sạn này chủ yếu ở khu vực trung tâm của thành phố. Các khách sạn có chất lượng từ 2 đến 5 sao để bảo đảm nhiều hạng mục từ bình dân, trung cấp, cao cấp cho khách để lựa chọn. Và giá mỗi phòng từ 1.2 triệu đến 5 triệu đồng, tùy theo dịch vụ. Sau hai chuyến bay thương mại chở khách từ Nam Hàn về Hà Nội và Sài Gòn của Vietnam Airlines và Vietjet Air, các hãng hàng không đang tạm dừng việc đưa khách từ nước ngoài về để hoàn thiện giá cả cách ly. Và vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Kiều Trân và Hoàng Quân cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tin tức tiếp theo.